Nhật Bản là nơi có môi trường rất đa dạng. Từ những ngọn núi tuyết phủ tới rừng nước oi ả. Và động vật đã thích nghi để sinh tồn ở mọi môi trường đó. Đây là nơi có cuộc sống hoang dã mà không đâu trên thế giới có được. Người ta tìm thấy cư dân độc đáo và những vị khách bí ẩn ở hòn đảo của những thái cực Nhật Bản. Những hòn đảo hoang dã. Nhật Bản. Đảo của những thái cực. Nhật Bản bao gồm khoảng 7.000 đảo ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Chúng trải dài hơn 2.400 km với nhiều kiểu khí hậu. Nó có tất cả, từ biển băng giá, tới rừng tươi tốt, và rừng nước ngột ngạt. Đảo này nằm trên 3 trong số 7 mảng kiến tạo của thế giới. Kết quả là nước Nhật là một trong những khu vực bất ổn về địa chất trên hành tinh. Nơi đây có thể trải qua 1.000 trận động đất mỗi năm và sóng thần có thể ập tới với tác động thảm hại. Bốn phần năm đảo này là núi, do địa chất biến động mạnh tạo thành. Trong số đó, có khoảng 180 ngọn núi lửa và hơn 1/3 trong số chúng vẫn hoạt động. Hòn đảo này cũng là nhà của rất nhiều động vật hoang dã mà không đâu khác trên thế giới có. Động vật đã thích nghi để sống sót ở nhiều môi trường khác nhau, thường biến khó khăn thành lợi thế của mình. Điều đó chẳng đâu rõ hơn ở trái tim của miền Trung nước Nhật. Jigokudani là một vùng núi nằm giữa Honshu, một trong bốn đảo chính của Nhật. Jigokudani có nghĩa là thung lũng địa ngục, và vào giữa mùa đông, tên đó có vẻ rất phù hợp. Ở điểm nóng núi lửa này, nước sôi sùng sục. Hơi nước chứa sulfuric bốc lên rất đặc. Tuyết dày phủ kín mặt đất suốt 4 tháng trong năm. Trông ảm đạm và không gì sống được. Nhưng có một loài vật đặc biệt phát triển mạnh ở thung lũng Tử Thần và triệt để khai thác nơi đây. Khỉ Nhật Bản, còn gọi là khỉ tuyết, nằm trong số động vật được thần thoại hóa và có khả năng thích nghi nhất. Loài khỉ này sinh sống trên khắp nước Nhật. Dù có nhiều hơn ở các khu rừng cận nhiệt đới ở các đảo phía Nam, chúng cũng tới vùng khí hậu lạnh hơn.
Ngoài con người, chúng là loài linh trưởng duy nhất có thể sống xa đến thế về phía Bắc. Lớp lông dày cho phép chúng sống sót ở nhiệt độ thấp đến âm 14 độ C. Loài khỉ này có thể cử động ngón tay khéo như con người và phối hợp tay mắt tinh tế. Ở thung lũng địa ngục, nghĩa là chúng có thể khéo léo lục trong tuyết dày để tìm đồ ăn. Cuộc sống ở đây thật mệt mỏi, nhưng có một điều khiến cũng đáng sống ở thung lũng địa ngục này. Suối nước nóng, may mắn có nhiệt độ tới 40 độ C. Những vũng nước nóng núi lửa gọi là onsen giúp cái lạnh quái ác vơi bớt đi. Người ta tin nước ở onsen có khả năng chữa bệnh vì hàm lượng khoáng cao. Những vũng này là nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi và thư giãn. Chải lông giúp lông không bị rối và không có bọ chét. Nó cũng giúp duy trì những mối quan hệ cốt tử của loài khỉ. Khỉ tuyết có tổ chức chặt chẽ. Mỗi nhóm do một con đực và một con cái cầm đầu. Những vũng nước này không phải cho tất cả. Khỉ đực đầu đàn nhanh chóng chấn chỉnh bất kỳ biểu hiện coi thường nào. Chỉ những con cái có vị trí cao và khỉ con mới được phép tắm. Con đực đầu đàn kiểm soát mọi sự vào ra. Và tên thuộc hạ này đang tắm ở nơi nó không nên tắm. Kẻ xâm phạm phải học luật một cách khắc nghiệt. Khi màn đêm xuống, nhiệt độ cũng hạ nhanh. Đội quân rời vùng nước ấm, chậm rãi trở về rừng. Chúng vượt qua màn đêm bằng cách rúc vào nhau trên cây. Mặt trời ló dạng, chúng sẽ trở lại các vũng nước. Khí hậu ở Bắc Honshu đã thử thách tới tận cùng mức chịu lạnh của khỉ tuyết. Xa hơn về phía Bắc, điều kiện quá khắc nghiệt cả với loài linh trưởng thích nghi tốt nhất thế giới. Vào giữa mùa đông Hokkaido, đảo cực bắc của Nhật Bản, cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của Siberia. Gió bắc cực gào thét và nhiệt độ xuống đến âm 30 độ C. Bán đảo Shiretoko ở Bắc Hokkaido giáp danh với biển lạnh nhất Đông Á, biển Okhotsk.
Trong suốt mùa đông, nơi đây hoàn toàn bị băng che phủ. Băng xuất phát từ phía đông nước Nga, bị hải lưu kéo về phía nam. Khi mùa đông bắt đầu, băng quanh bán đảo Shiretoko có thể rộng tới 3 km, dài 50 km. Đồng thời, những dòng nước lạnh tới từ phía bắc, nước ấm tới từ phía nam, và khi gặp nhau, một số sinh vật phù du sẽ bùng nổ. Nhiều đàn cá lớn đã tới đây kiếm ăn. Vùng nước này trở thành ngư trường chủ phú nhất thế giới. Và chúng thu hút những thợ săn giỏi nhất trong tự nhiên. Một phần ba số đại bàng biển Steller di cư từ nước Nga tới đây vào mỗi mùa đông. Đại bàng Steller nằm trong số đại bàng lớn nhất thế giới. Sải cánh của chúng khi bay có thể dài tới 2,5 mét. Chậm chậm bay quanh tảng băng, cặp mắt sắc lẹm quét trên biển tìm dấu hiệu của con mồi. Chỉ cần một thoáng cử động là được. Nhưng bắt cá chưa đảm bảo được bữa ăn. Đầu đầu cũng có những cặp mắt ghen tị. Có hơn 2.000 đại bàng biển tụ về đây. Và sự cạnh tranh rất gay gắt giữa những con chim thường sống đơn lẻ này. Đánh nhau vì thức ăn là chuyện thường, có thể cả đổ máu. Cuối cùng, kẻ đi săn chiến thắng. Sau nỗ lực giữ thứ nó bắt được, con đại bàng này có vẻ đói hơn bao giờ hết. Đại bàng Steller là khách theo mùa của bờ biển băng giá này. Nhưng ở các khu rừng Hokkaido có một loài chim khác sống quanh năm. Đó là xếu đầu đỏ. Chúng là chim lớn nhất ở Nhật và có tên Tancho, nghĩa là núi đỏ. Hokkaido là nhà của một trong hai nhóm xếu đầu đỏ sinh sản lớn trên thế giới. Số còn lại sống ở Đông Bắc Trung Quốc và Nga. Dân địa phương nói loài xếu này mặc áo của trời và chúng lợi dụng vẻ ngoài để tìm bạn tình. Và một con đực đã để mắt tới đối tác tiềm năng. Cách tốt nhất để tạo ấn tượng là điệu nhảy có tán tỉnh đầy lôi cuốn. Thank you.
Con cái thấy thích và thể hiện sự đồng ý bằng cách bắt chước động tác của nó. Sếu đầu đỏ có thể sống hơn 50 năm và chúng kết đôi cả đời. Vì ngày càng có nhiều đôi tham gia ve vãn, chúng củng cố mối quan hệ bằng cách kêu to. Tiếng chúng kêu có thể cách 3 km vẫn nghe thấy. Sếu đến ngày càng nhiều và việc nhảy múa có vẻ dễ lây. Khi màn đêm xuống, sếu tụ tập về một con sông. Đi theo nhóm giúp ngăn chặn kẻ săn mồi. Và vào mùa đông, nước ấm hơn không khí. Và khi đêm về, chúng thay nhau ngủ để luôn có ít nhất một con gác. Mùa đông khắc nghiệt khiến việc sinh tồn trở nên khó khăn, ngay cả với những sinh vật khỏe nhất ở Hokkaido. Một số loài buộc phải đi tìm đồ ăn, ví như một trong những loài vật đặc trưng nhất của Nhật là sơn dương Nhật. Được ca ngợi trong các câu chuyện cổ, chúng là sinh vật hiền hòa bảo vệ rừng. Vài người nói chúng có chân dê, mình hươu và lông sói. Sơn dương Nhật chỉ có ở Honshu và hai hòn đảo khác ở Nhật. Chúng thường sống một mình. Khác với phần lớn các con vật, chúng kiếm ăn cả ngày lẫn đêm. Kẻ sống một mình này sẽ sống qua mùa đông nhờ lá và chồi kiếm được. Khi mặt trời sắp lặn, con yếu đuối sẽ không qua nổi cái lạnh. Trong thế giới tự nhiên mùa đông ở Hokkaido, những kẻ cơ hội luôn sẵn sàng lợi dụng vận đen của kẻ khác. Mới sáng sớm mà một con cáo đỏ phương Bắc đã đi rình mò. Với bộ lạc địa phương, cáo đỏ là vị thần xảo quyệt, khó tin. Nếu thợ săn mà giết một con, nghe nói họ sẽ buộc chặt miệng nó để ngăn linh hồn tẩu thoát. Những tiếng kêu lớn báo động cho kẻ ăn xác thối về một món hời, một con hươu sao đã không qua khỏi đêm nay. Con cáo này không khó giành chiến lợi phẩm từ một đàn quạ. Hàm răng sắc như dao cạo nhẹ nhàng xử lý xác con vật đóng băng. Bầy quạ tức giận tranh giành những mẩu vụn. Bây giờ đang là tháng 3 ở Hokkaido, cuối cùng mùa đông cũng qua. Không khí sẽ thay đổi khi sang xuân. Nhiệt độ tăng lên, băng bao quanh bán đảo Shiretoko bắt đầu tan.
Băng tan là dấu hiệu để đại bàng biển Stella tung cánh. Sau 4 tháng kiếm ăn, tranh giành, chúng bắt đầu một hành trình dài trở về nơi sinh đẻ ở miền đông nước Nga. Băng tan cũng là tín hiệu để một vị khách khác lên đường. Thiên Nga khàn có tên gọi đó nhờ tiếng kêu khàn của chúng. Chúng là loài thiên Nga ồn ào nhất thế giới, nhất là lúc chuẩn bị di trú. 10.000 con thiên Nga loại này đã ở Hokkaido để tránh thời tiết khắc nghiệt ở quê nhà Siberia. Vùng nước ấm nhờ núi lửa ở Hokkaido khiến cái lạnh vơi bớt, đảm bảo cho các vị khách có nguồn cung thức ăn ổn định qua mùa đông. Khi nhiệt độ tăng lên, đàn thiên Nga sẽ cất cánh. Khi chúng hướng về nơi sinh sản ở Siberia, người Nhật nói loài thiên Nga này mang theo mùa đông trên đôi cánh. Mùa xuân tới được báo trước bởi một biển màu khi cây anh đào bừng sức sống. Mùa hoa anh đào thường niên, còn gọi là Sakura, là một trong những sự kiện lớn nhất ở Nhật Bản. Đợt thủy triều màu hồng trắng quét khắp đất nước này. Khởi phát từ các hòn đảo ở xa về phía nam vào tháng Giêng, rồi tới Hokkaido vào cuối tháng Tư. Hoa thường sớm nở tối tàn, hoa thường biến mất chỉ sau vài tuần nở. ...950 km về phía nam Hokkaido là dãy Alper phía bắc Nhật Bản. Khi nhiệt độ tăng cao, tuyết tan đổ vào những con sông chảy ra từ núi. Đây là mùa tái sinh. Cá đẻ trứng, báo hiệu một thời kỳ bận rộn cho loài chim cần cù nhất ở Nhật. Đây là một tập quán đã có ở sông Nagaragawa, miền trung Honshu, trong hơn 1.300 năm. Nó có tên đánh cá Ukai, liên quan tới một đội rất lạ. Vào một chiều xuân ấm áp, một đàn chim được thả khỏi chuồng. Đây không phải là những con chim bình thường. Chúng là những con cốc biển được huấn luyện, tác nghiệp với một nhóm ngư dân. Chúng đều được bắt trong tự nhiên, nuôi bộ, rồi huấn luyện bắt cá nước ngọt. Chúng có thể dễ dàng bay đi,
nhưng đã không làm thế. Chúng được chăm sóc kỹ nên sống lâu gấp đôi những con ở ngoài tự nhiên. Nhưng chúng cần kiếm chỗ ăn ngủ. Vào chiều muộn, vài chú chim được ngư dân mang xuống sông trong những cái giỏ đặc biệt. Từng con được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo khỏe mạnh và để giúp chúng thoải mái. Khi mặt trời bắt đầu lặn, cũng là lúc những con chim cốc này đi kiếm ăn. Mỗi con đều được buộc dây cẩn thận quanh cổ để ngăn chúng nuốt con cá bắt được. Khi U Cai chuẩn bị lên đường, lửa được thắp lên trong lồng sắt và treo trước thuyền. Chúng sẽ dẫn đường, tạo điều kiện thuận lợi cho mấy chú chim cốc. Lửa lôi kéo hàng đàn cá như cá hồi với tên gọi Ayu lên bề mặt. Lúc này, những con chim cốc sẽ vào việc. Chúng lao xuống mặt nước, còn ngư dân cố giữ dây không bị rối. Với loài chim săn cá lão luyện như chim cốc, việc này thật dễ dàng. Mỗi con có thể ngậm đến 6 con cá. Khi đã đầy, chúng được kéo lên thuyền và mẻ cá của chúng sẽ được đổ ra sàng. Vài con có thể bắt tới 60 con cá trong một tiếng. Ở Nhật, cá chim cốc bắt là một đặc sản. Vết mỏ chúng là chứng nhận chất lượng. Khi công việc của chim cốc sắp kết thúc, ở dãy núi Alpen phía nam Honshu, một cuộc săn đêm khác lại bắt đầu. Một sinh vật không hề thay đổi trong gần 30 triệu năm. Đây là con kỳ rông khổng lồ Nhật Bản, loài lưỡng cư lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài gần 2 mét. Kỳ rông khổng lồ không có mang và cần sống ở những dòng sông còn chảy. Nhiều chỗ da gấp sẽ làm tăng bề mặt cơ thể để chúng hấp thụ nhiều oxy trong nước hơn. Cần kiếm ăn. Dù có thị lực kém, nhưng kỳ rông là loài đi săn tài giỏi. Bộ cảm ứng đặc biệt giúp chúng phát hiện ra những thay đổi nhỏ trong áp lực nước. Ví như thay đổi do một con cá bơi qua. Sức mạnh bùng lên và con mồi bị hạ bằng một cú đớp đột ngột.
Không có sự cạnh tranh từ loài săn mồi lớn khác, kỳ rông khổng lồ đã ngự trị trên những con sông ở núi này. Nhưng vì môi sinh của chúng đang bị hủy hoại vì rừng bị chặt hạ để nhường chỗ cho công nghiệp, chúng có thể cần tiến hóa nếu muốn sinh tồn tiếp. Xa hơn về phía nam, có một loài buộc phải tiến hóa, nếu không sẽ đối diện khả năng bị tiêu diệt bởi một kẻ thù đầy sức mạnh. Ở những khu vườn trong ngôi đền phía nam Honshu này, mùa xuân mang tới nhiều hoạt động. Một đàn ong mật Nhật Bản đã tiếp quản các tổ ong trong khu vườn. Tổ ong này đầy năng lượng và nó là mục tiêu khó cưỡng đối với đối thủ truyền kiếp của ong mật. Đó là ong bắp cày Nhật Bản. Lũ ong bắp cày phải nuôi con, và con trinh sát này vừa phát hiện một nguồn thức ăn lớn, đó là tổ ong mật. Con ong bắp cày này lớn gấp 5 lần con mồi, nọc độc của nó rất mạnh, có thể làm thịt người phân hủy. Chỉ vài con ong bắp cày cũng có thể tiêu diệt cả đàn này trong vài tiếng. Đây là cơ hội quá tốt nên không được bỏ lỡ. Trước hết, mùi của con ong bắp cày này sẽ đánh dấu thứ nó tìm được cho các con khác lần tới. Số ong mật này đáp lại tương thích, tỏa pheromone vào không khí để cảnh báo nguy hiểm cho cả đàn. Khi đàn ong rút lui, con ong bắp cày liền hành động. Dùng hàm giữ một con ong, nó bắt đầu đánh chém. Nhưng không chỉ có vậy. Như có tín hiệu, bầy ong phản công. Ong mật Nhật Bản có chiến thuật phòng vệ độc đáo. Lên tới 500 con ong tạo thành một quả bóng. Cơ thể chúng rung lên, tỏa nhiệt lên tới 47 độ C. Con ong bắp cày từ từ bị sốc nhiệt. Vũ khí bí mật của ong mật chính là sức chịu nhiệt tốt hơn kẻ thù. Chỉ 2 độ C thôi có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Kẻ xâm lược bị quay sống. Bầy ong loại bỏ mùi hương nọ để những con ong bắp cày khác không lần ra được đường đi của kẻ trinh sát. Ngay lập tức, chẳng còn lại dấu vết gì. Với ong mật Nhật Bản, hơi nóng chính là vũ khí. Ở phương Nam khắc nghiệt của Nhật Bản, đấy là một cách sống. Okinawa là một quần đảo gồm 160 hòn đảo ở phía nam Nhật Bản, gồm cả đảo Iriomote Sasoi. Nhóm đảo đầy nắng này là một thế giới khác hẳn với cả nước. Khi vào hè, nhiệt độ tăng trên 30 độ C.
Iriomote là đảo lớn thứ hai ở Okinawa, được gắn cho cái tên Galapagos phương Đông. Những khu rừng cận nhiệt đới, thác nước, rừng nước thống trị cảnh quan nơi đây. Khu rừng tươi tốt này có nhiều động thực vật hiếm, bao phủ hơn 90% diện tích đảo. Với một số cư dân Iriomote, ma trận hình thành từ cây và rễ cây có tính cốt tử trong cuộc sống hàng ngày. Sông Nakama là một trong nhiều con sông chảy qua đảo Iriomote và đổ ra biển. Nước ngọt gặp nước mặn, giúp nuôi dưỡng những khu rừng nước kỳ diệu. Những khu rừng này sinh sôi được là nhờ dòng chảy mạnh của Kuroshio mang nước nóng tới các đảo phía nam Nhật Bản. Dòng chảy này giữ nước biển nóng tối thiểu 20 độ C, cho phép rừng nước phát triển xa hơn bình thường về phía bắc. Nơi đây là nhà của rất nhiều đàn cá, động vật lưỡng cư và chim chóc. Thiên đường cho những kẻ cơ hội. Loài ốc mượn hồn này cần liên tục tăng kích thước vỏ vì cơ thể chúng to lên. Khi ngôi nhà lý tưởng xuất hiện, cuộc giành giật có thể rất dữ dội. Những khu rừng nước ở Iriomote tràn ngập nhiều loài cua. Loài cáy cố hấp dẫn bạn tình bằng cách cua điên loạn cặp càng quá cỡ. Trong khi đó, cua lính hành quân thành đám đông khi chúng vội vàng tránh thủy triều và tìm đồ ăn. Cua là loài sống trong bùn. Chúng cào cát để kiếm ăn và có ý nghĩa quan trọng cho vòng đời của rừng nước. Song có một sinh vật ở Nhật Bản có thói quen ăn uống khác hẳn với phần còn lại của thế giới động vật. Cách 925 km về phía bắc Iriomote, trên hòn đảo nhỏ Koshima, người ta đã có một khám phá khoa học. Liên quan tới những động vật có khả năng sống sót ở môi trường khắc nghiệt nhất Nhật Bản. Đó là khỉ Nhật Bản. Koshima có khoảng 80 con khỉ này. Khác với khỉ tuyết Hokkaido, loài này không cần có lớp lông dày cho mùa đông. Với đoàn quân này, hạ nhiệt là một thách thức, nhất là vào giữa hè khi nhiệt độ lên tới 28 độ C. Loài khỉ này ra bãi biển để hóng gió, và còn có một lý do khác nữa. Loài khỉ này cũng như con người, không thích ăn đồ ăn dính cát. Và đàn khỉ trên đảo Koshima đã nảy ra một giải pháp. Chúng rửa đồ ăn. Không có cát, bữa ăn ngon hơn nhiều. Chúng dùng bàn tay như của con người làm sạch thứ chúng muốn ăn.
Vài con thậm chí còn thích cho đồ ăn vào nước muối, cứ chấm rồi mới cắn. Một công việc đơn giản và đã lôi cuốn các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ. Thói quen làm sạch đồ ăn của loài khỉ này không phải do di truyền mà bằng cách quan sát và bắt chước. Đây là một trong những ví dụ điển hình về tập tính học được trong thế giới động vật. Các nhà khoa học cho khỉ ăn để nghiên cứu hành vi của chúng. Nhưng con khỉ con học hỏi bằng cách quan sát con trưởng thành và thường nắm vững kỹ thuật khi chúng 2 tuổi rưỡi. Trước đó, con non cầm được gì là cầm, bất chấp con trưởng thành luôn được ưu tiên trước. Giờ ăn đã qua, giờ là lúc nghỉ ngơi. Với túi hai bên má phình to vì đồ ăn, giờ cần phải làm sạch lông. Không loài nào thích nghi được với nhiều dạng môi trường ở Nhật Bản như loài khỉ này. Chúng không chỉ chịu được cái lạnh tê tái nhờ dùng suối nước nóng, mà còn truyền đạt kỹ năng để tranh thủ được thời cơ kiếm ăn. Loài khỉ này không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh dù có chuyện gì đi nữa. Trải dài hơn 2.400 cây số, các hòn đảo Nhật Bản có vô số kiểu điều kiện khí hậu. Và động vật đã thích nghi với tất cả. Động vật hoang dã sinh sôi nảy nở ở mọi nơi, từ những ngọn núi băng giá cho tới những khu rừng oi ả. Đây là nhà của một số loài cứng cỏi nhất trái đất. Nhiều trong số đó chẳng có ở đâu khác trên thế giới. Và tất cả đã tìm được bí quyết sinh tồn ở hòn đảo của những thái cực Nhật Bản.